thân mến, trong cuộc sống, rất nhiều người sợ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, sợ nguy cảnh. Cụ thể, trong thời gian hiện tại, cả thế giới và đất nước chúng ta lúc này đang gánh chịu sự tàn phá khủng khiếp của trận đại dịch Covid-19 kéo dài suốt 2 năm qua. Nhiều quốc gia phải rơi vào tê liệt, khốn đốn, bao nhiêu người mất việc, trường học bị đóng cửa, khủng hoảng về tài chính, đổ vỡ trong các mối quan hệ, mất đi người thân, tan tóc bao trùm thế giới, đau đớn, bệnh tật và hàng triệu triệu người chết trong cô đơn lạnh lẽo, không tang lễ, không có người tiễn đưa. Vì thế, họ luôn đặt ra cho mình những câu hỏi như: sao điều này lại xảy ra với tôi? Sao đời bất công đến vậy? Hay tôi đã làm gì nên nông nỗi thế này? Thế nhưng, nếu suy tư một chút, chúng ta sẽ thấy nghịch cảnh trong cuộc đời là điều không thể nào tránh. Dù không muốn thì sóng gió bão táp vẫn đến. Điều quan trọng là bạn đối diện với nghịch cảnh sóng gió như thế nào để sinh ích cho chính bản thân bạn và cho những người khác. Nếu nhìn dưới lăng kính của đức tin thì có lẽ thử thách, khó khăn chính là cơ hội cảnh tỉnh cho con người chúng ta. Phải chăng khi biến cố xảy đến là thời điểm thuận lợi để chúng ta, những người con trai, con gái đích thực của Ngài, biết sống chậm lại, sắp xếp lại cuộc sống của mình, dành nhiều thời gian hơn cho Chúa và cùng Ngài bước vào cuộc hành trình trở về. Trở về với con người thật của mình, trở về với đấng tạo dựng nên mình. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi mời gọi các bạn hãy luôn tin rằng dù hoàn cảnh của bạn có tồi tệ đến đâu, dù bạn có từng bị ngập chìm trong tội lỗi đến cỡ nào, thì bạn vẫn luôn được Chúa yêu thương, mở rộng vòng tay chào đón bạn trở về. Trở về với Chúa và trở về với những giá trị thật mà Ngài đặt để bên trong bạn. Và điều quan trọng là bạn hướng sự tập trú của mình vào đâu để vượt qua sóng gió cuộc đời. Thứ nhất, trở về với chính mình. Bạn thân mến, chúng ta thường hay than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Chúng ta quên mất rằng Chúa là Cha, luôn yêu thương chúng ta. Ngài biết trước những gì chúng ta cần. Vì thế, mỗi khi gặp nghịch cảnh khó khăn xảy đến, mỗi khi mất phương hướng trên đời, xin bạn hãy sống chậm, tĩnh lặng nhiều hơn và hãy tự hỏi bản thân mình: thật sự tôi là ai? Tôi là ai? Và tại sao câu hỏi này quan trọng? Nếu bạn sống mà không biết mình là ai, mình đến trong cuộc đời này để làm gì, thì thật là một điều vô cùng bất hạnh, phải không? Nếu bạn vẫn chưa biết mình là ai, thì tôi xin nhắc bạn nhớ một điều rằng: tôi và bạn, chúng ta là một tạo vật vô cùng quan trọng, được Chúa yêu thương và gửi vào trần gian với một sứ mạng rất đặc biệt. Bạn và tôi đều được chuộc bằng một giá rất cao, đó là mạng sống của con một Thiên Chúa. Do đó, mỗi giây phút trong đời sống của chúng ta đều mang một ý nghĩa rất cao. Ngay cả trong nghịch cảnh, xin bạn hãy chú tâm vào Chúa và khám phá ra ý định của Ngài, cũng như những hồng ân quý báu mà Ngài ban cho bạn trong nghịch cảnh đó. Hãy cảm nhận và đông đầy trái tim của bạn niềm hạnh phúc vì được yêu thương và trao đi giá trị yêu thương cho người khác, cho đời mỗi ngày sống bạn nhé. Chúng ta tất cả đều thuộc về thân thể của Ngài, và mỗi chúng ta đều rất quan trọng dưới ánh mắt yêu thương của Chúa, và không một ai vô nghĩa trong gia đình của Ngài. Mỗi người từ khi sinh ra đều có một ơn gọi riêng, mỗi người đều có một sứ mệnh, một bổn phận và một trách nhiệm không ai giống ai. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu cạn bẫy, bao nhiêu cám dỗ đời thường, sẽ có những lúc bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi, và rồi bạn tự hỏi tại sao mọi thứ lại không công bằng vậy.
rồi sau đó là những so sánh với cuộc sống của những người khác. Nhưng bạn lại không nhận ra được mọi sự so sánh vốn dĩ đều là khập khiễng. Lời khuyên của tác giả John Maxson thật là chí lý. Sinh ra là một bản thể, đừng chết đi như một bản sao. Vì vậy, mỗi chúng ta thay vì than phiền, hãy tự bằng lòng với những gì mình có và học cách yêu thương bản thân mình hơn. Vấp ngã chắc chắn sẽ rất đau, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi ta cứ ngồi mãi một chỗ và than trách. Chúc mừng bạn tập trung vào những tài năng bạn hiện có. Khi bạn cố gắng trở nên một phiên bản bắt chước một ai đó không phải là chính bạn, không theo ý định của đấng tạo dựng nên bạn, thì sẽ dẫn đến rất đau đớn và bất hạnh. Nó cũng làm lãng phí thời gian, tài năng và sức lực mà bạn có. Người khôn ngoan là người biết đón nhận thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Người quản lý trung tín là người biết nhận ra sự hiện diện của Chúa qua từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Biết đón nhận đau khổ và sẵn sàng hy sinh nhằm thánh hóa bản thân và tha nhân. Biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân, nhất là nơi những người nghèo khổ, đói khát. Bạn chỉ có một cách đạt tới mục đích của đời sống của mình, đó là phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Nếu bạn có khả năng nói, hãy làm chứng và hãy giới thiệu Chúa cho người khác. Nếu bạn có khả năng hát, thì hãy tôn vinh Chúa bằng những bài hát ca ngợi này. Nếu bạn có khả năng vẽ, thì hãy vẽ những bức tranh ca tụng đấng tạo hóa. Nếu bạn có khả năng nấu ăn, hãy nấu những món ăn thơm ngon bổ dưỡng giúp ích cho mọi người. Bạn cần phải sử dụng tài năng của mình một cách khôn ngoan. Mùa dịch Covid, nhiều người mất việc, trường học đóng cửa, cha mẹ và con cái phải cách ly ở nhà. Thay vì bực bội, chán nản, buồn phiền, bạn hãy tranh thủ mọi thời gian để đọc nhiều sách hơn, tham gia nhiều lớp học online qua Zoom để phát triển bản thân và trau dồi những nén bạc mà Chúa ban cho bạn. Hãy cho phép bản thân của mình bước ra khỏi vùng an toàn để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức và những lĩnh vực mới. Bạn sẽ cảm thấy vui mừng và hứng thú, tràn ngập lòng biết ơn trong mỗi ngày sống. Vì kiến thức, những gì chúng ta có được hiện nay chỉ như một giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mông. Trong mùa dịch này, Sơ cũng bị mất dạy, nhưng vui vì mình có thời gian để cùng một nhóm bạn soạn nội dung và lồng tiếng cho ra đời bộ video 11 tập về truyền giáo bằng cách truyền khẩu qua kể chuyện kinh thánh. Dạy cho người bình dân, người không biết chữ đi truyền giáo, đi giới thiệu Chúa cho những người khác, giúp cho họ và cho chính mình say yêu kinh thánh và hy vọng cống hiến một chút nhỏ bé của mình để nhiều người được biết và yêu mến Chúa hơn. Bạn thân mến, ngày hôm nay hãy bắt đầu bằng việc quyết định sống cho Chúa và trình dâng lên Ngài cuộc đời của bạn. Mọi biến cố trong cuộc đời cũng sẽ qua đi, mọi khó khăn thử thách chỉ là tạm thời, nhưng tình yêu Chúa dành cho bạn mãi mãi không thay đổi. Vì thế, mỗi khi vấp ngã, xin bạn hãy trở về với nội tâm của mình. Hãy cầu xin Chúa trợ giúp để bạn có đủ sức đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và phát huy hết những viên ngọc quý bên trong bạn. Từ đó, sinh lợi những nén bạc mà Chúa trao để hết lòng phục sự Chúa và phục vụ tha nhân. Thứ hai, tập chú vào Chúa. Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu không ngừng kết nối với Thiên Chúa Cha để được hướng dẫn, để thêm sức và khai sáng. Ngay trong những lúc thi hành sứ vụ rất là bận rộn, trong công việc giảng dạy, chữa lành, tư vấn, mở cánh cửa tương lai cho con người, Chúa Giêsu không bao giờ mất sự tập trung, tập chú kết hợp với Cha. Càng hòa mình vào nhu cầu của con người, Chúa cảm thấy cần được nghỉ ngơi trong sự hiệp thông với Ba Ngôi để trở về với Chúa Cha và Thần Khí. Như bóng đèn điện muốn phát sáng thì phải kết nối với máy phát điện hay nguồn điện, như cành nho
muốn sinh bông trái phải kết nối và kín múc nhựa sống từ thân nho. Chúa Giêsu luôn giữ mối liên lạc với Cha trong mọi nơi mọi lúc. Trước khi bình minh xuất hiện hay lúc đêm tối, Chúa Giêsu luôn đắm mình trong tương quan thân mật với Chúa Cha và cầu nguyện chính là bánh lái dẫn đường cho Ngài. Không phải những thành công, không phải những đồng thuận, cũng không phải những câu nói đầy hấp dẫn tất cả mọi người đang tìm thấy, nhưng chính là cầu nguyện. Ngài luôn lánh xa một nơi thanh vắng để cầu nguyện và tập trú vào năng quyền của Cha. Tất cả những thay đổi trong cuộc đời của chúng ta luôn đòi hỏi sự tập trung và tập trú của chúng ta. Để gặp Chúa, để lắng nghe Chúa, để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, để ngày càng yêu mến Ngài hơn, thì bước đầu tiên ta phải quan tâm đó là tập trú vào Ngài. Lấy Chúa làm trung tâm mọi thao thức, mọi ước muốn, mọi dự phóng và mọi hoạt động của chúng ta. Thường thì Chúa luôn hành động trong mỗi sự việc mà chúng ta tập trú. Đôi khi chúng ta lại luôn trông chờ sự vận hành của Chúa, sự chu cấp chữa lành và nhiều điều khác. Chúa ơi, xin Ngài hành động trong hoàn cảnh của con. Tôi tin Chúa chúng ta tôn thờ là đấng hằng sống. Ngài đã và đang vận hành trong thế giới và trong mỗi người chúng ta. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không? Chúng ta có chú ý và tập trú vào Ngài hay không? Mỗi ngày 24 giờ tôi dành bao nhiêu thời gian cho Ngài? Ngài chiếm chỗ nào trong trái tim của tôi? Trong từng suy nghĩ, kế hoạch và quyết định của tôi có bàn hỏi ý Ngài hay không? Một lần nọ, các môn đệ đang ở trên thuyền giữa bão. Họ thấy một ai đó, họ tưởng là ma, nhưng bước đến họ nhận ra đó là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã gọi Phêrô. Phêrô ra khỏi tàu và bắt đầu đi trên mặt nước ngon lành. Ông có kinh nghiệm về năng quyền của Chúa, những điều chưa từng xảy ra trong đời của ông. Nhưng rồi Phêrô đã thay đổi, chuyển từ sự tập trung vào Chúa, nhìn lên Chúa. Phêrô đã để ý nhìn xuống cơn bão, sóng gió đang dậy sóng quanh ông và ông bắt đầu chìm. Nhưng khi ông để sự tập trung của mình trở lại với Chúa Giêsu và ông có kinh nghiệm về năng quyền của Chúa một lần nữa, bắt đầu thì tin và tin chắc tin thật mới dám bước xuống biển. Nhưng khi biển động mạnh hơn thì đức tin nao núng. Những con sóng lớn càng lớn hơn khiến cho Phêrô lo sợ và quên mất Chúa. Ông không còn thấy Chúa nữa. Và thưa các bạn, điều gì đang xảy ra ? Chính vì sợ hãi đó mà Phêrô đã chìm xuống nước. Nếu ông cứ tin, nếu ông cứ tập trú vào Chúa, nếu ông cứ nhìn lên Chúa và bước đi, thì chắc chắn Phêrô đã không chìm. Quả là một bài học tuyệt vời. Thật ra lúc đó Chúa Giêsu đi đâu vậy các bạn? Ngài chẳng đi đâu hết cả. Ngài vẫn đứng ở đó ngay giữa sóng gió, chờ đợi chúng ta đến và sẵn sàng để nắm tay chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Chính vì cúi xuống, chính vì nhìn xuống sóng gió, nhìn xuống đau khổ mà Phêrô đã bị chìm. Nếu ông cứ ngước nhìn lên Chúa, kết nối với Ngài, thì chẳng có sự gì đáng tiếc xảy ra. Đôi lúc ở giữa giông tố cuộc đời, khi phải đương đầu với một nan đề nào đó, chúng ta thường nghĩ Chúa bỏ rơi chúng ta. Chúa ơi, Ngài ở đâu? Sao con vấp ngã và khổ sở như thế này? Vì cứ nhìn vào hoàn cảnh thay vì nhìn vào Chúa, chúng ta hồ nghi sự đáp lời của Ngài. Tôi tự hỏi, phải chăng vấn đề không phải là Chúa có ở với chúng ta hay không, nhưng vấn đề là chúng ta có tập trú vào Ngài hay không? Chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều sao nhãng làm ta phân tâm. Điện thoại trong túi cứ reo lên, tin nhắn rung lên cả ngày, khi ta thức cũng như khi ta ngủ, ngay cả khi chúng ta đi lễ, khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện.
Thực tế, tất cả những phép lạ xảy ra trong Kinh Thánh đều đến từ người có lòng tin. Và chỉ khi nào bạn luôn biết sống và biết tin tưởng 100% vào năng quyền của Chúa, thì bạn mới thực sự có được những phép lạ và sự kinh ngạc hàng ngày. Chẳng hạn như Phêrô đi được trên mặt nước và đến với Chúa vậy. Hãy chỉ tập chú vào Ngài. Khi làm được như vậy, chúng ta không nhìn thấy trở ngại. Chúng ta thấy Chúa đấng mở đường, mở cánh cửa tương lai cho ta. Vậy bạn đang tập chú điều gì thay vì tập chú vào Chúa? Khi đặt đức tin vào Chúa, bạn sẽ nhìn thấy gì trong cuộc sống của mình? Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa. Lạy Chúa, khi mắt con rời xa Ngài, xin giúp con tập chú vào quyền năng vô hạn của Ngài. Lạy Chúa, khi mắt con rời xa Ngài, xin giúp con tập chú vào quyền năng vô hạn của Ngài. Bạn thân mến, dù sống trong thảm họa Covid-19, nhưng bạn hãy cứ sống và thực hành yêu thương. Hãy tin rằng Chúa vẫn đang ở đó sau cơn sóng dữ. Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta 24 giờ, từng phút từng giây qua đi, giây phút nào cũng đẹp, nhưng giây phút đẹp nhất là giây phút hiện tại. Bạn làm chủ giây phút hiện tại. Bạn có quyền tự do quyết định, làm chủ suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, đem lại bình an, yêu thương cho bạn và cho người khác. Như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nhắc nhở: chấm này đối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thành. Sư xin kết thúc bài chia sẻ hôm nay của mình với lời Chúa trong sách Marco chương 6 câu 52: Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Đi vào thuyền với Chúa, mọi sự trở nên rõ ràng, sáng sủa, bình an, sóng yên, gió lặng. Khởi đầu bằng một cơn bão biển, một chuyến đi không có Chúa, tất cả sợ hãi, bất an, nghi ngờ. Kết thúc bằng việc Chúa nắm tay cùng bước vào thuyền và mọi sự được giải quyết. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ phải trải qua những khoảng thời gian giống như vậy. Và nhiều khi đi trong cuộc đời, chúng ta quên mất mình là ai và chúng ta lạc mất Chúa. Nhưng từ nay, thay vì lo lắng, hoang mang, tự giải quyết nan đề của mình để rồi càng thêm rắc rối, mệt nhọc, thì bạn hoàn toàn đặt niềm tin vào Chúa và tập chú vào Chúa để Ngài nắm lấy tay và cùng Ngài bước đi vào chốn bình yên. Nên nhớ, Chúa Giêsu yêu các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.